Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tham quan đất nước đông dân nhất thế giới. Đất nước có công trình kiến trúc dài nhất thế giới, Vạn Lý Trường Thành với chiều dài 8.850 km, Cung điện Hoàng gia Tử Cấm Thành với hơn 9.000 phòng, hay lăng mộ Tần Thủy Hoàng với nhiều bí ẩn chưa được khám phá, và là chủ nhân của loài động vật được xem là đáng yêu nhất thế giới. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về loài động vật được xem là quốc bảo của Trung Quốc, đó chính là loài gấu trúc với sở thích ăn và ngủ. Gấu trúc là một loài gấu có nguồn gốc tại Trung Quốc. Nó dễ dàng được nhận ra bởi các mảng màu đen lớn ở xung quanh mắt, trên tai và tứ chi của nó. Tuy thuộc về bộ ăn thịt, nhưng chế độ ăn của gấu trúc chiếm tới 99% là tre và trúc. Gấu trúc trong tự nhiên thỉnh thoảng ăn cỏ dại, thậm chí ăn thịt chim, gặm nhấm xác thối. Trong tình trạng giam cầm, gấu trúc ăn mật ong, trứng cá, lá cây cùng với các loại thức ăn đặc biệt khác. Hiện nay, gấu trúc sống ở một vài vùng núi ở trung tâm Trung Quốc, chủ yếu là ở Tứ Xuyên, nhưng cũng xuất hiện ở Thiểm Tây và Cam Túc. Do mở rộng đất nông nghiệp, tình trạng phá rừng bừa bãi đã đẩy gấu trúc khỏi các vùng đồng bằng mà chúng từng sinh sống và khiến chúng đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Nếu không còn được thấy chúng, đó là một điều vô cùng đáng tiếc, vì gấu trúc là một trong những loài động vật được yêu quý nhất mọi thời đại. Nhờ ngoại hình mẫm mỉm, đôi mắt thâm đầy tính giải trí và đặc biệt còn hay làm những hành động ngốc nghếch, gấu trúc được loài người nâng niu, trân quý như vàng. Mỗi khi xem ảnh hay clip về gấu trúc chơi đùa, hẳn bạn sẽ phải bật cười vì độ cute cũng như sự lầy lội của chúng. Và sau đây là một số điều thú vị về loài gấu trúc. Biểu tượng của sự hài hòa âm dương. Gấu trúc có bộ lông màu đen pha trắng đặc trưng, chỉ có lông quanh mắt, tai và chân của chúng có màu đen, còn lại đều là màu trắng. Nhiều triết gia Trung Quốc quan niệm rằng vũ trụ được tạo thành bởi hai thực thể đối nghịch nhau là âm và dương, vì vậy gấu trúc với bộ lông đen trắng tương phản được coi là ví dụ hoàn hảo cho triết lý này. Gấu trúc dành hơn nửa ngày chỉ để ăn. Như đã nói ở trên, thức ăn chính hàng ngày của gấu trúc chỉ có tre, tre và tre. Và có lẽ vì chế độ ăn toàn chất xơ như vậy, nên gấu trúc phải ăn rất nhiều, hơn 12 tiếng mỗi ngày, mới đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Thời gian còn lại, chúng sẽ dành cho việc ngủ nghỉ. Bình thường khi ăn xong, chúng sẽ ngủ khoảng 2 đến 4 tiếng, sau đó thức dậy và lại ăn tiếp. Một vòng tuần hoàn ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, quả là niềm mơ ước của rất nhiều người. Gấu trúc mới sinh không có màu lông đen trắng. Cuộc đời của một con gấu trúc bao gồm 4 giai đoạn chính: sơ sinh từ 0 đến 4 tháng, con non từ 4 đến 24 tháng, tự lập từ 1 năm rưỡi đến 2 năm và trưởng thành là từ 4 đến 6 năm. Tuy nhiên, khi vừa sinh ra, gấu trúc không có màu lông đen trắng như chúng ta thường thấy. Trên thực tế, gấu trúc mới đẻ có màu hồng và trong vòng 1 tháng, bộ lông của nó mới dần dần chuyển đổi từ màu hồng sang đen trắng. Gấu trúc là những vận động viên leo cây cừ khôi. Đừng nhìn ngoại hình tròn ẩm mấp mép, có phần lười biếng của gấu trúc mà vội bắt hình dong, rằng chúng không thể nào leo trèo được nhé. Khoảng leo cây của chúng cũng gắt chi và này nọ đấy. Gấu trúc trong tự nhiên sẽ trèo lên cây cao để chống kẻ thù, còn gấu trúc được nuôi dưỡng ở các khu bảo tồn hay vườn thú leo lên cây để chơi đùa, thậm chí ngủ trên cây bởi lý do trên cao view đẹp tiện quan sát. Gấu trúc thông minh tới mức biết giả mang thai. Gấu trúc trong tự nhiên không có đối thủ và thích sống một mình. Một con gấu trúc trưởng thành nặng trung bình 120 kg, nhưng khi mới sinh chúng chỉ nặng khoảng hơn 120 g. Gấu trúc cái rất khó tính trong việc lựa chọn bạn đời, dễ sinh non, chỉ có thể thụ thai vào 2 đến 3 ngày nhất định trong năm. Do vậy, việc nhân giống gặp khá nhiều khó khăn. Gấu trúc trưởng thành có trí thông minh tương đương một đứa trẻ 5 tuổi. Do rất khó để xác định một chú gấu cái có mang thai hay không, nên không ít trong số chúng giả mang thai để được vào phòng có điều hòa, được ăn ngon và chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, gấu trúc mẹ có thể kéo dài thời gian mang thai nếu cảm thấy môi trường xung quanh không an toàn. Lừa mẹ để cứu con. Gấu trúc cái chỉ rụng trứng mỗi năm một lần và sẽ sinh 2 con trên một lứa. Sau quá trình mang thai khoảng 5 tháng, vì nguồn sữa có hạn, gấu trúc mẹ thường chỉ chọn nuôi một con còn lại thì để tự sinh tự diệt.
Do vậy, trong môi trường hoang dã, thường chỉ có một con gấu trúc khỏe mạnh hơn sẽ sống sót. Tuy nhiên, ở các cơ sở bảo tồn gấu trúc hiện nay, người ta sẽ cố gắng tăng tỷ lệ sống sót cho cả hai bằng cách lừa mẹ để cứu con. Tức là khi con non mới ra đời, người ta sẽ đem giấu một con đi để gấu mẹ tưởng nó chỉ sinh có một con. Sau đó, hai con gấu trúc con sẽ được luân phiên trao đổi trong ngày. Trong lúc một con ở cùng mẹ, thì con kia sẽ được ấp trong lòng ấp và ăn sữa công thức. Nhờ vậy mà cơ hội sống sót của cả hai con non đều được đảm bảo. Gấu trúc, quốc bảo của Trung Quốc. Tất cả gấu trúc trên thế giới đều thuộc về Trung Quốc. Bất cứ con gấu trúc nào xuất hiện ở nơi khác ngoài Trung Quốc đều là được Trung Quốc cho mượn. Theo thỏa thuận, khi gấu trúc con được sinh ra ngoài lãnh thổ Trung Hoa, sẽ được gửi về bằng dịch vụ chuyển phát FedEx sau khi dứt sữa. Riêng có đoàn đoàn viên viên là cặp gấu trúc duy nhất trên thế giới được Trung Quốc tặng vĩnh viễn cho Đài Loan. Và hai bé gấu trúc con của chúng là Viên Tử và Viên Bảo cũng được đặt cách không áp dụng luật hồi hương. Gấu trúc là bảo vật ngoại giao của Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1987, cơ sở hay trung tâm nghiên cứu gây giống gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Bắc Trung Quốc được xem là nơi quan trọng nhất trong việc bảo tồn và nhân giống loài quạt quý này. Theo số liệu thống kê năm 2015, mỗi năm cơ sở này chào đón khoảng 3 triệu lượt du khách. Hiện có 195 cá thể gấu trúc trong danh sách nuôi dưỡng tại trung tâm này. Trong số đó, có 95 con đang sống tại đây. Số còn lại đã được các vườn động vật nhiều nước trên thế giới hoặc các địa phương khác của Trung Quốc mượn hoặc thuê về nuôi. Là logo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF là tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới, hoạt động trên hơn 100 quốc gia. Đây là một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập vào năm 1961 với nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên hoang dã và giảm thiểu tác động của con người tới môi trường. Biểu tượng của WWF chính là một con gấu trúc được phát họa theo hình mẫu bé gấu trúc Cute tên Chi Chi, đã được chuyển từ sở thú Bắc Kinh sang sở thú London vào năm 1958. Gấu trúc được chọn mặt gửi vàng bởi đây là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn nữa, các đặc điểm ngoại hình của chúng rất hiếm thấy nhưng lại dễ nhận biết. Bên cạnh việc kỳ vọng biểu tượng này sẽ có sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, có một lý do quan trọng không kém khiến WWF quyết định chọn gấu trúc làm logo có thể là tiết kiệm mực và chi phí in ấn. Jesus Christ, great.